các bạn và chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình Hành trình trải nghiệm ngành nghề của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Mình là Hải Đăng và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu một ngành có thể gọi ngành này không bao giờ là hết hot đối với chúng ta và cũng là một trong những ngành khá mới thuộc về khối sức khỏe, đó chính là ngành y đa khoa. Xin mời các bạn cùng trải nghiệm với Hải Đăng nhé. Các bạn thân mến, để chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về một ngành cũng khá là hot trong thời đại hiện nay và đây cũng chính là một trong những hoài bão mà các bậc phụ huynh cũng mong muốn con em mình theo đuổi cho hành trình tương lai của mình sắp tới. Thì Hải Đăng đang muốn đề cập đến đó chính là ngành y đa khoa. Và để có thêm những thông tin chi tiết về ngành y đa khoa thì ngày hôm nay vị khách mời của chúng ta đó chính là tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thành Đức, thầy là phó trưởng khoa phụ trách khoa y của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ngày hôm nay thầy cũng sẽ có những thông tin chia sẻ với tất cả các bạn cũng như quý vị khán giả về ngành y đa khoa. Xin chào thầy. Và hiện nay thì có lẽ là các bạn học sinh cũng như là những người đang chuẩn bị làm hồ sơ cho kỳ tuyển sinh năm 2020 cũng đang rất là thắc mắc là không biết là ngành y đa khoa của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đào tạo những gì và có những gì nổi bật. Thì không biết ở câu hỏi đầu tiên thầy có thể cho biết vài nét cơ bản về ngành đào tạo y đa khoa của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng được không? Vâng, thì những ngày qua thì hình ảnh của người thầy thuốc trên tuyến đầu của thần chiến phòng chống đại dịch viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 ấy, thì càng cho thấy được cái vai trò quan trọng như thế nào của những người làm ngành y đối với đời sống của xã hội. Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh của chất lượng cao của người dân chúng ta thì ngày càng cao. Và theo cái chỉ tiêu của ngành y tế, chúng ta phải đạt được khoảng 10 bác sĩ trên 1 vạn dân trong những năm tới. Tuy nhiên thì cho đến nay ấy, thì theo thống kê thì chúng ta cũng chỉ mới đạt được khoảng 7 bác sĩ trên 1 vạn dân, cho nên còn thiếu rất nhiều. Và do đó, sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường y để trở thành bác sĩ đa khoa thì có cái tỷ lệ có việc làm đúng ngành của mình rất cao, 90-100%. Thì năm nay, năm 2020, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng sẽ tuyển sinh đào tạo ngành y khoa trình độ đại học lần đầu tiên. Và cái ngành này sẽ đào tạo trong 6 năm và khi tốt nghiệp thì trở thành bác sĩ đa khoa. Và nhà trường cũng hy vọng đây sẽ là một phần nào đáp ứng được cái nhu cầu về nhân lực y tế đối với xã hội của chúng ta. Thế này thì ngành y đa khoa của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì sẽ có những điểm gì nổi bật và đặc biệt là những cơ sở vật chất cũng như là trang thiết bị phục vụ cho việc thực hành và nghiên cứu của sinh viên? Vâng, thì về đào tạo ngành y đa khoa của trường Đại học Hồng Bàng á, thì về chương trình đào tạo cũng tuân thủ theo cái khung chương trình của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như chuẩn đầu ra của Bộ Y tế và của Bộ Giáo dục Đào tạo. Tuy nhiên trong chương trình đào tạo sẽ có những cái đổi mới về theo những cái tiên tiến của các nước tiên tiến và hiện nay. Thứ hai nữa là chương trình đào tạo thì sẽ có cái chương trình đào tạo song ngữ Anh Việt. Thứ hai nữa thì nhà trường cũng đã chuẩn bị rất chu đáo về các cơ sở thực hành, các phòng thí nghiệm và đã ký kết hợp đồng với các cái bệnh viện lớn của trong và ngoài thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện 30 tháng 4, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi đồng thành phố v.v. để cho học sinh có thể có những cái nơi mà thực hành chuyên môn được tốt nhất và hy vọng rằng sẽ đào tạo ra được những người bác sĩ vừa giỏi về lý thuyết và vấn đề là thực hành, đảm bảo được vấn đề thực hành rất tốt. Với việc được trang bị rất tốt về những cái nhu cầu về thực hành cũng như là về nghiên cứu cho sinh viên, vậy thì sau khi tốt nghiệp ngành y đa khoa của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng thì cơ hội việc làm là sinh viên có thể làm được những ngành hoặc lĩnh vực nào đây? Vâng, thì sinh viên sau khi tốt nghiệp đào tạo ngành y đa khoa sẽ trở thành bác sĩ đa khoa và lúc đó thì mỗi bác sĩ đa khoa có thể tham gia chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại các cái cơ sở bệnh viện cũng như phòng khám để mà khám chữa bệnh cho nhân dân. Và thứ hai nữa thì các bác sĩ đa khoa ra trường cũng có thể tiếp tục nghiên cứu học lên để nâng cao trình độ và có thể tham gia giảng dạy ở các cái cơ sở đào tạo về ngành y. Và những cái sinh viên, những bác sĩ đa khoa có khả năng tốt hơn, có trình độ ngoại ngữ tốt thì có thể đi ra nước ngoài và tham gia các công việc ở nước ngoài cũng như học tập thêm để nâng cao cái trình độ ở nước ngoài.
Thưa thầy, thì được biết trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là trường được đào tạo theo chuẩn của quốc tế và cơ sở vật chất hiện đại. Trong đó thì tiếng Anh trong thời điểm hội nhập như hiện nay thì đối với ngành y đa khoa thì tiếng Anh có là một cái điều kiện bắt buộc để cho các bạn phải đảm bảo được hay không ạ? Và ngoài cái tiếng Anh ra thì chúng ta có những cái cơ hội nào để cho sinh viên có thể làm việc ở các bệnh viện quốc tế trong và ngoài nước? Thì xác định được cái xu thế là hội nhập quốc tế thì trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chuẩn bị cho cái chương trình đào tạo ngành y đa khoa rất coi trọng về ngoại ngữ, đặc biệt là về tiếng Anh. Thì chương trình đào tạo của khoa y là đào tạo chương trình song ngữ Anh Việt, thì các học sinh được vừa học tiếng Anh vừa học tiếng Việt, ngoài ra là vẫn học được tiếng Anh chuyên ngành và tiếng Anh cơ bản để sau khi ra trường chúng ta có thể đạt được cái điểm IELTS khoảng hơn 6 chấm và có khả năng là chúng ta có thể đọc được các cái tài liệu nước ngoài. Và những em mà có xu hướng và có nguyện vọng mà có trình độ khá thì có thể tham gia những cái cua học nước ngoài để chúng ta nâng cao trình độ, cũng như sắp tới thì nhà trường sẽ có những cái liên kết với các trường đại học y của nước ngoài và chúng ta có cái trao đổi sinh viên để chúng ta học tập nâng cao trình độ. Còn để đảm bảo cho việc công tác làm việc được ở nước ngoài về ngành y, hành nghề y thì tất nhiên chúng ta phải qua nhiều bước nữa, nhất là về chứng chỉ hành nghề vân vân. Thì trước tiên thì chúng tôi vẫn đào tạo về dành về thật giỏi chuyên môn cũng như về ngoại ngữ để cho các em có cái hành trang để chúng ta sau này có thể tham gia được về cái nhân lực ngành y đối với quốc tế. Vâng, và có lẽ là với những thông tin mà thầy Đức vừa chia sẻ với chúng ta vừa rồi thì hy vọng là các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh cũng đã có cho mình những thông tin cơ bản về ngành đào tạo y đa khoa của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng là một ngành học khá là hot cũng như là có nhiều những tiềm năng nghề nghiệp cho con em mình trong tương lai sắp tới. Và xin cảm ơn thầy đã dành thời gian để chia sẻ cho các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh có cơ hội tìm hiểu về trải nghiệm ngành nghề về ngành y đa khoa được đào tạo bởi trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Một lần nữa xin cảm ơn và chúc các bạn sức khỏe. Vâng, xin chào các phụ huynh và các bạn học sinh và xin cảm ơn.